đầu tiên với nên là chiến xa thần thú. Hôm nay tôi sẽ mở nó ra. Bây giờ các tôi sẽ mở ra nhá. Bây giờ mở ra. Và các bạn bây giờ đây chính là phong độ tôi nhìn đẹp quá. Bây giờ chúng ta sẽ biến hình máy bay. Xong rồi. Cái này nó có 5 cái biến hình, xin cho các bạn theo dõi. Cách thứ nhất là các bạn chỉ cần đẩy cái này xuống là xong. Đó, thành rồi. Cách thứ hai là như vậy. Biến hình rồi. Cách thứ ba là như vậy. Cách thứ tư là như vậy này các bạn. Để cái này đây và chạm cái đường phun xong cho nó không biến hình. Xong rồi một cái đầu số thứ hai và nó biến hình rồi. Tiếp theo cách thứ năm. Tôi chưa làm lại cách thứ năm, bây giờ làm lại nha các bạn. Bây giờ sẽ được rồi. Sau đây là hết chương trình.